Quý vị đang theo dõi chương mục An toàn đời sống. Thưa quý vị, hiện nay việc đóng gói hút chân không thực phẩm đang được các doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất sử dụng rộng rãi để bảo quản sản phẩm an toàn. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách thì có thể bị nhiễm khuẩn Clostridium botulinum gây ngộ độc. Những thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn cao là pate, thực phẩm hun gói, thực phẩm lên men, thịt, cá ướp. Trong quá trình sản xuất chế biến, những thực phẩm do protein này có thể bị nhiễm vi khuẩn clostridium botulinum và khi vào môi trường hút chân không nó dễ phát triển gây độc tố khiến người ăn phải buồn nôn, đau bụng, liệt cơ, suy hô hấp hoặc thậm chí gây tử vong. Để phòng tránh ngộ độc, cục an toàn thực phẩm khuyến cáo người dân trước khi sử dụng thực phẩm đóng gói hút chân không cần đun nóng trong 10 phút ở 100 độ C. Đặc biệt chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng các sản phẩm đóng gói đã hết hạn, bị biến dạng, không còn nguyên vẹn hoặc có mùi vị, màu sắc khác thường. Hiện nay việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp đang diễn ra phổ biến, làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Do vậy, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hợp lý là vấn đề cần được lưu tâm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian gần đây qua công tác thanh tra kiểm tra, đơn vị đã phát hiện 10 mẫu thuốc bảo vệ thực vật có hàm lượng chỉ tiêu không đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, qua phân tích mẫu một số sản phẩm rau củ quả cũng đã phát hiện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Do vậy để xây dựng một nền nông nghiệp sạch, an toàn cho sức khỏe con người khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật người dân cần lưu ý thực hiện nguyên tắc 4 đúng, gồm đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và đúng cách. Cùng với đó, bà con cũng cần tuân thủ thời gian cách ly và thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng về đúng nơi quy định, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất về ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái. Thưa quý vị, gừng là cây trồng có giá trị kinh tế cao đang được nhiều địa phương trong tỉnh tập trung phát triển, nhờ sản xuất theo quy trình sạch, đạt tiêu chuẩn hữu cơ, Hiện nay sản phẩm này còn được xuất khẩu đi nước ngoài, mở ra cơ hội làm giàu cho doanh nghiệp và các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Gừng Thái Lát là sản phẩm hiện đang được công ty cổ phần nông sản Bắc Cạn sản xuất để phục vụ thị trường xuất khẩu. Hiện sản phẩm này đang được đối tác nước Anh thu mua với số lượng lớn. Từ việc canh tác, sản xuất, sơ chế và chế biến đều đạt tiêu chuẩn hữu cơ organic nên sản phẩm của công ty đã vượt qua được các vòng kiểm tra ngặt nghèo. Nguyên liệu của chúng tôi thì cũng được các cái đơn vị tổ chức uy tín cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn về hàng organic và đơn vị cũng áp dụng các cái tiêu chuẩn về chất lượng như là ISO 2022 2018. Năm 2021, công ty cổ phần nông sản Bắc Cạn liên kết hợp tác với doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu và chế biến nông sản Minh B để xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất và bao tiêu củ gừng cho người dân xã Tân Sơn, huyện Trợ Mới với sản lượng 300 tấn. Bên cạnh đó, công ty còn ký hợp đồng tiêu thụ đảm bảo đầu ra của gừng cho các hộ dân ở xã Ngọc Phái, huyện Trợ Đồn với giá 7.000 đồng 1 kg. Để tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ, công ty cổ phần nông sản Bắc Cạn đã hướng dẫn các hộ dân canh tác gừng theo quy trình sạch. Quá trình sơ chế chế biến, đơn vị cũng chú trọng đầu tư hệ thống máy móc hiện đại gồm máy rửa, máy thai lát và máy sấy với công nghệ tiên tiến. Những chiếc máy này không chỉ giúp nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh mà còn đưa ra thị trường những sản phẩm gừng đạt chất lượng. Từ đầu năm đến nay, công ty cổ phần nông sản Bắc Cạn đã cung cấp 5 tấn bột gừng cho các công ty gia vị trong nước và xuất khẩu 20 tấn gừng Thái Lát sang nước Anh, qua đó mang lại doanh thu 10 tỷ đồng. Hiện đơn vị đang chuẩn bị xuất khẩu thêm 10 tấn gừng Thái Lát, ước tính doanh thu cả năm 2022 đạt khoảng 15 tỷ đồng. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản thông qua việc làm này đã góp phần tạo thuận lợi cho công tác quản lý theo dõi tình hình thực hiện an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh tuy nhiên hiện nay có một vấn đề còn vướng đó là các cơ sở còn hạn chế trong việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính mặc dù lực lượng chức năng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng nhiều cơ sở vẫn chưa tuân thủ đúng việc các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm có thể bị xem xét xử lý vậy thì hình thức xử lý ra sao phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, có đủ các điều kiện về cơ sở à tầng phục vụ sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm. Thế nhưng qua công tác kiểm tra an toàn thực phẩm hàng năm, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở có thiếu sót về hồ sơ, giấy tờ kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là sổ ghi chép nguồn gốc nguyên liệu đầu vào và đầu ra chưa đầy đủ. Đoàn vào kiểm tra thì còn thiếu về cái vấn đề uh, sổ ghi chép, đấy thì uh, anh chị cũng uh, nhắc nhở và chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn tất làm sao để đợt sau đoàn vào kiểm tra thì sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật và quản lý chất lượng từ năm 2014 đến nay, đơn vị đã cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho 140 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên toàn tỉnh. Tuy nhiên hàng năm qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng vẫn phát hiện nhiều cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính như thiếu giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, chưa tự công bố chất lượng sản phẩm theo mẫu, không thực hiện ghi chép quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm. Đối với các cái cơ sở chưa đáp ứng các đủ điều kiện thì bước đầu sẽ là thực hiện cái công tác tuyên truyền để các cái cơ sở khắc phục đến bước thứ hai kiểm tra sau khi hết cái thời hạn khắc phục mà các đối tượng vẫn còn chay thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Theo luật an toàn thực phẩm, đối với trường hợp thực diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm mà không có giấy chứng nhận thì sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng. Đồng thời, các cơ sở có hành vi vi phạm về sản xuất kinh doanh thực phẩm buộc phải thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc tiêu hủy thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã tuyên truyền trực tiếp về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các hộ gia đình, khu dân cư trong toàn tỉnh với gần 70.000 lượt người tham gia. Trong 5 tháng đầu năm, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã tổ chức được trên 17.000 lượt buổi tuyên truyền trực tiếp cho nhân dân trong tỉnh phối hợp phát trên 100 tin bài, khuyến cáo trên đài phát thanh và truyền hình, báo bắc cạn, loa truyền tin tại khu dân cư, phát trên 32.000 tờ rơi, nhắn gần 2.700 tin nhắn SMS, Zalo, Facebook. Bên cạnh đó, đơn vị còn tăng cường tổ chức tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh để phổ biến kiến thức về cháy nổ và các biện pháp kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Thông qua công tác tuyên truyền tập huấn đã giúp nâng cao kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy trong nhân dân, từ đó giúp người dân chủ động phương án xử lý, khắc phục kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Hiện nay công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ, trung tâm thương mại còn nhiều bất cập, nguy cơ cháy và các điều kiện dẫn đến cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản luôn luôn tiềm ẩn. Bởi vậy việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy ở các chợ, trung tâm thương mại đang được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quan tâm đẩy mạnh. Trung tâm thương mại Vincom Plaza là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu buôn bán với rất nhiều các mặt hàng sản phẩm. Chính vì thế hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đây luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu và đảm bảo an toàn tuyệt đối. đơn vị đã đầu tư hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn, hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy. Cơ sở luôn chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy ở các cơ quan chức năng nhà nước và cũng có lập hồ sơ phương án chữa cháy và gửi lên các cơ quan nhà nước thẩm định. Ngoài ra thì đơn vị thì thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng phương tiện và phòng cháy chữa cháy định kỳ. Theo quy định. Tỉnh Bắc Cạn hiện có gần 60 chợ ở siêu thị trung tâm thương mại nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ của các chợ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật về kiến thức phòng cháy chữa cháy, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định, biện pháp an toàn trong phòng cháy chữa cháy, đồng thời hướng dẫn khắc phục những thiếu sót có nguy cơ dẫn đến cháy nổ, đặc biệt là xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Qua đó nhận thức của người dân và các tiểu thương đã được nâng lên đáng kể. Các cán bộ phòng cháy chữa cháy thì đã tuyên truyền cho các hộ kinh doanh chúng tôi thì là cũng chấp hành nghiêm chỉnh cái bảng điện các thứ là quần áo treo coi như là đúng quy cách của nội dung của chợ phòng cháy chữa cháy cho chợ và cũng cho bản thân mình nữa. Mọi người cán bộ nhân viên và các hộ kinh doanh nhà chợ chấp hành tốt các cái nội dung về quy định về phòng cháy và chữa cháy vấn đề xây dựng thiết kế cơ sở hạ tầng ở đây thì rất là, là, là đảm bảo về cái vấn đề an toàn phòng cháy. Thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn lồng ghép tuyên truyền đến các hộ kinh doanh tại chợ biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng điện nguồn nhiệt hướng dẫn cách sử dụng bảo trì hệ thống chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Nhờ thực hiện tốt những giải pháp đề ra công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tốt. Tỷ lệ vụ cháy nổ hàng năm giảm từ 10 đến 15%. Công tác phòng cháy cháy chợ cũng đã đạt được những thành tích nhất định. Thứ nhất công tác phòng cháy cháy trong thời gian qua là được đảm bảo không có tình trạng cháy, sự cố cháy nổ xảy ra. Hai là các điều kiện an toàn phòng cháy cháy cơ bản là được duy trì cũng như là cái việc mà thực hiện ý thức của bà con như tiểu thương này có quan tác tuyên truyền huấn luyện cũng đã nắm bắt được những kiến thức về công tác phòng cháy cháy qua đó đã chủ động làm tốt công tác phòng cháy cháy Việc thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ, trung tâm thương mại còn tạo thuận lợi cho các tiểu thương và người dân giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa, đồng thời góp phần xây dựng môi trường thương mại an toàn, hiện đại, văn minh. Và tới đây thì chuyên mục an toàn đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.